tôi xin trả lại ba má, ba má nhận tôi giữ bán đi. Con nghèo mà con cái niệm Phật con tôi rồi e con cái nuôi người này người kia, nhưng mà tôi không dám bán thì tôi xin gửi lại ông cưới vợ. Nếu ông cưới người nào tôi đứng cha thì tôi cưới, thì tâm nguyện mười tròn thì mười kia cưới vợ hoài à. Thì nói thôi ông ở về hoài sao, cái chồng nói thì thế gian mà thì mười không có cưới. Dạ. Tại vì hồi đó ra thì ông chồng có dắt một cô về làm chung cư quen. Dạ. Thì sao bà mười lên cảm, bà mười mới nói rằng sao tôi nấu cơm đã hai người, bà nói cô ơi cô, phải cô với chồng tôi là yêu đương không, thương nhau không, muốn thành vợ chồng không, thì cổ rất là ngại. Cô đây đẹp gái, tôi yên chí đi, thì tôi với chồng tôi không còn gì hết á, chồng tôi người tôi ăn tương mà, nhưng mà cô đã lỡ duyên lỡ phận rồi, đã gãy gánh ra đường rồi, thì mời sinh viên cô cũng đừng nói nên là chồng chấp vợ nói nữa, sau này khổ đó, chứ cô đừng có ngại. Thì không biết sao mời có sợ cộng ra chuyện như cái tay bông đưa trong xã, thì từ đó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tuấn Dũng và Châu Phú thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay Tuấn Dũng và Châu Phú vượt đường xa khoảng 300 km để tìm đến nơi gia cư của bà Mư, bởi vì Tuấn Dũng nhận được thông tin từ Châu Phú đã thông báo là bà Mư trước đây cũng đã có cái căn duyên với Phật pháp, và sau khi tìm đến con đường Phật pháp thì bà Mười cũng trải qua một cái giai đoạn có gia đình, nhưng mà sau khi có gia đình rồi thì bà Mười lúc đó bà Mười bị hành căn, cho nên là bà Mười phải quyết chí theo con đường đạo pháp, và có một giai đoạn bà Mười đã cưới vợ cho chồng để đi tu. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bà Mười kể lại những cái câu chuyện tâm linh Phật pháp cũng như là con đường đạo pháp của bà Mười nhé vị. Dạ, xin kính mời bà Mười. Dạ, con chào bà Mười nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý cô chú, anh chị và các bạn, thì hôm nay Châu Phú đồng hành cùng với sư huynh Tấn Dũng và biết trên đường đạo pháp của bà Mười, quý vị gặp rất là nhiều trắc trở. Từ thở bé là bà Mười đã gặp những con kiến, con bướm gì chết bất kỳ, thì bà Mười cũng làm mộ cho những con kiến, con gián đó. Thì hôm nay Châu Phú trước tiên thì cũng nhờ bà Mười kể lại tại sao bà Mười lại có cái lòng bác ái từ lúc nhỏ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kế tiếp cái thứ hai là bà Mười đã cưới vợ cho chồng, quý vị, để được đi tu. Qua đây Châu Phú mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng anh em Châu Phú. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con mời bà Mười quan hỷ. Dạ. Nay Mười cũng xin thật lại câu chuyện mà trước đi. Bà Mười cũng rất về khó khăn về gia đình. Bà Mười á là không có biết chồng. Chồng Mười á là gia đình tôi lấy. Thì bà Mười về cái lúc mới đi làm đám cưới thì có mấy tháng thôi, thì bà Mười tự nhiên như thế đau khổ tâm lắm chịu nổi. Bà Mười cũng xin ba chồng với má chồng. Bà Mười nói con xin ba cho con đi tu. Thì ba nói sao giận tôi kỳ vậy, mới cưới con mấy tháng mà rồi tu. Thì má chồng cũng nói vậy. Thì bà Mười nói sao con muốn đi tu quá, đừng có tạo nhiều nghiệp chướng thế gian này. Thì bà Mười mới nói gì nè, con á dưới ông đức á là chư Phật mười phương các hàng Bồ Tát các đấng thần tiên và cửu quyền trăm họ, trong đó có cửu quyền của ba má và cửu quyền của con, kết duyên cho tụi con để tu hành giải thoát. Con là người nhiều dắt
đất. Rồi mười mới quỳ xuống mười lại, ba chồng ba lại, mười quỳ xuống lại, má chồng ba lại và quỳ mời ba má với chồng của mười ngồi thẳng luôn. Rồi mười quỳ xuống lại với chồng. Mười mới nói vậy nè, là ơn sanh thành nhân dục của cha mẹ đất đi cứu tôi nặng như núi mà sông như biển á, tôi không có đền đáp được. Cha mẹ tôi cũng vậy, cũng ơn sanh đẻ nặng như núi mà sông biển, tôi không đền đáp được. Dù tôi có giàu có đi nữa lo cho mẹ mà tôi không tu hành đắc đạo thì tôi cứ đo địa ngục thôi, đo địa ngục thôi, đo địa ngục thôi. Thì mời mới quỳ xuống mời lại chồng mời, chồng mời mới nói vậy nè, anh cưới em vậy em hiền hậu và em biết đây gọi là chay trường, mà anh đã nghe em là anh chay trường, mà cả gia đình anh cũng nghe em anh chay trường luôn. Em muốn đi nước đầu tu thì anh xin nghỉ phép cơ quan, anh đưa em đi 5 ngày 10 ngày cả tháng được, nhưng anh vậy xin em ở nhà một ngày làm vợ cũng được. Vì đâu mà ngày nào một năm 365 ngày mà đánh trước thì rước cưa cho em cũng trốn đi, mà đi một lần 200-300 người, 400-500 người, lỡ có cái gì rồi làm sao mà trái 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 tiệp. Thì thôi bây giờ em tới nhà đi, anh lãnh lương như anh đưa cho em hết, em đòi gì cũng được, chỉ một ngày làm vợ cũng được nữa. Thì mời nói không có được, bây giờ tôi phải ra đi. Thì xong xuôi rồi mười lại xong rồi mười mới mời ba má của mười lại bên đây nữa, cũng ba ba lại, má ba lại, ba lại một chồng, chồng lần thứ hai nữa, là tổng cộng là lại chồng sáu lại. Thì mười mới là nói như thế này, mười nói là trước là đạo nghĩa phu thê, sau là tình thầy trò. Ông biết là tôi đến nơi cõi này tôi tiếp dẫn ông về con đường Phật pháp, mà ông nghe tôi thì ông không luân hồi đau khổ nữa. Thì bây giờ ba má cưới tôi sợ một cộng dây chuyền và đa bông, tôi xin trả lại ba má, ba má nhận tôi giữ bán đi. Con nghèo mà con cái niệm Phật con thương rồi e con cái nuôi người này người kia, nhưng mà tôi không dám bán thì tôi xin gửi lại ông cưới vợ. Nếu ông cưới người nào tôi đứng cha thì tôi cưới. Thì trước đây thì ba chồng mới nói là tao chỉ biết cưới tư đôi trước sau như một. Thì mình mới quyện, mình quyện thì ông chồng mình mới nói vậy nè, bây giờ bà nói là bà biết tu thì bà tạo cho tôi sự nghiệp và cơ ngôi, có nhà có đất tôi mới tu. Đó là lời nói vui, ai nói thật thì không biết. Mười mới nói trời ơi, mình ơn tâm mô Phật, Phật tổ, Phật thầy ơi cứu con. Bây giờ chồng con đưa cái giá quá cao luôn, không thể nào con trả nổi hết. Mà cuộc đời con biết thương hang như núi con tu, mà giờ chồng con nói vui, nói thật thì mà giờ con cầu xin Phật tổ, Phật thầy á, phải độ cho con á, là con đi buôn bán gì con có số tiền để cho con mua đất mua nhà cho chồng con rồi con đi tu. Thì từ đó mười đi bán bất cứ cái gì, trà đá bánh trắng, nói chung là không còn gì mười không bán, làm ngày làm đêm luôn. Thì đúng là cách đây 20 mấy năm, gần 30 năm thì mười đúng số tiền đó, là vì mang tiếng chị mang gì với má chồng á, có bán mượn miếng đất ở trên chợ Bồi Môn mà trị giá 1 mét vuông là 700 ngàn, mà mua hết một miếng. Mà đúng là lời nguyện của mười, sự thật là mười gom góp đúng một số tiền nào đó là 100 mấy chục triệu, là 1 tỷ mấy bây giờ đó, 20 mấy năm, gần 30 năm rồi. Cái ông chồng mười mới nói là rồi giờ tôi cho bà đi tu rồi đó, bà đủ tiền chưa, bà buôn bán nhiều quá rồi, bà cài ngày cây đêm bà đủ tiền chưa. Cái mười nói là
đâu sao mà đủ, mà sao không đủ. Cái dì Tư á, ở trên chợ Bù Môn á, bà nói bà bán đất mà 1 mét vuông là 300 ngàn mà mua hết, chứ không có phân từ lâu, tại vì ở trong bọn quán á, là bà bán hết, dì Tư bán hết. Thì tầm 10 mới chở 10 lên thì nó ngay cái số tiền mà 10 đang giữ luôn, mà chồng 10 không biết. Hoàn toàn là 10 đi buôn bán 10 giữ, rồi bao nhiêu chi phí á, 10 nuôi chúng đủ xăng trong nhà đó, hoàn toàn là tiền công sức của 10. Mà lúc đó đó là chồng 10 á, là cũng ở chung, mà con đạo cũng về, đông lắm mấy chục người đó. Thì không có ly gia mà cách ái. Thời trước á, là chồng 10 đi về nhà của Chi ở riêng, ở dung rồi bà nội. Sau này á, là má 10 má kêu thôi bây giờ là mày nghe nó mày ăn tương lạc mày tu hành rồi về phụng sự Phật pháp, chứ giờ nó có mình non à, mà nó chúa gì đâu mà điên khùng gì đâu mà tùm lum tùm lo, chứ mày về mày chăm nom mày dù nhất tình những còn nghĩa. Thì A Di Đà Phật chồng 10 mới nghe vậy, về thấy 10 ấm miếng mà làm ngày đêm. Thì ông mới nói tôi về tôi giúp đỡ phụ cho con nè. Thì bắt đầu 10 mới làm nhang. 10 làm nhang lúc đó 10 ngưng đi bán lại, 10 mới làm nhang chỉ cho con đạo 10 làm. Bây giờ 15 tiệm con trai 10 cũng giao cho con đạo hết. Và cái tổ nhang 10 cũng giao con đạo làm luôn, 10 không nhận cái gì, 10 chỉ còn một chút đỉnh nào để mày làm đạo sự duyên Phật pháp thôi. À, đúng là lời nguyện 10 mua xong rồi, cái 10 nguyện Phật tổ Phật thầy á, bây giờ con nguyện mà đúng cái tiền mua miếng đất lớn vậy đó cho chồng con, mà một nguyện tâm á là cho chồng con bán sau này để là do tu hành để giải thoát, còn một miếng đất nhỏ là con xin mua thêm là để cho chồng con cất nhà. Thì mình mua được 2 miếng đất, hồi đó là không có phân lô bây giờ đâu. Thì tâm nguyện 10 tròn, thì 10 kia cứ vợ hoài à. Thì nói thôi ông ở về hoài sao. Cái chồng 10 mới nói là hồi đó tôi không biết, tôi quýnh cô thì đặt cô làm khó khăn hết, tôi cũng thế này thế khác, nhưng tôi thấy cái sự cô hy sinh chồng cho con mà đến nợ lẫn chúng sanh nữa, bây giờ tôi nguyện vậy tôi tu hành theo cô, tôi không lập gia đình nữa. Mà hiện tại bây giờ là cũng ở về ăn trường trai rồi làm nhang, rồi cũng phụng sự cho Phật pháp, rồi chuyện cũ rồi xin bỏ qua hết đi. Dạ, rồi không kể nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ cái lời nguyện là thành công. Dạ, vậy là sau khi mà bà Mười cưới vợ cho ông xong xuôi rồi, là lúc đó ông ở với bà sau đó là được bao nhiêu năm hả bà Mười ha? Rồi ông có chia tay gỡ bây giờ ở độc thân bây giờ bà Mười? Thì thật sự mà nói thì thế gian mà thì Mười không có cưới. Dạ. Tại vì hồi đó ra thì ông chồng có dắt một cô về làm chung cơ quan. Dạ. Thì sao bà Mười linh cảm, bà Mười mới nói rằng sao tôi nấu cơm đã 2 người, bà nói cô ơi cô, phải cô với chồng tôi là yêu đương không, thương nhau không, muốn thành vợ chồng không. Thì cô rất là ngại, cô đây đẹp gái cô yên chí đi, thì tôi với chồng tôi không còn gì hết á, chồng tôi người tôi ăn tương mà. Nhưng mà cô đã lỡ duyên lỡ phận rồi, đã gãy gánh ra đường rồi, thì mời sinh viên cô cũng đừng nói nên là chồng chắc vợ nói nữa, sau này khổ lắm, chứ cô đừng có ngại. Thì không biết sao mời có sợ cộng cái chuyện như cái đai bông đưa trong xã. Thì từ đó thì ngôi cũng nên cỡ nữa, tại vì giờ thì tu rồi. Dạ, dạ, Nam Mô Đà Phật. Thì xin cho Phú với anh Dũng là chồng của Mười rất là hiền hậu và đức hạnh. Yeah. Bây giờ cũng ăn tương rồi Mười giao làm nhang, rồi bây giờ cũng làm chuyện phận sự Phật pháp mà không có nuôi chúng như bà. Tại vì thầy thấy bà nuôi chúng á tan là gặp phiền não, có một số thì nói chung lại lại trong vòng 10 rất cần phiền não, thậm chí còn cắp đồ của nhà bà đi nữa. Dạ.
chức mở tủ lấy tiền với vàng của bà người đi nam. Phật cũng nói thì bà xin gửi tất cả là cô bác anh chị nước ngoài lẫn nước Việt Nam, thì thôi cái gì nó qua rồi đừng có nhắc nữa, cái gì mà giác ngộ được thì buông bỏ hết, buông bỏ tất cả thì được tất cả. Còn chồng bà Mười bây giờ tu hành còn hơn bà Mười nữa, tinh tấn lắm. Mấy đứa em chồng cũng lên cái trường luôn đó, mà cũng tinh tấn lắm. Dạ. Trước đây thì bỏ qua hết đi. Dạ. Thì ai cũng bất cứ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là phục người chồng, phải đeo cái gương của bà đó. Thì giờ tôi niệm Phật và làm nhan, cũng có tiền đi làm phước thiện, cũng mong sanh, cũng có thí, nhưng không dám nuôi chúng như bà. Yeah. Vì thấy bà gặp nạn nhiều quá. Yeah. Cũng nên bờ xuống dụ. Chồng bà cũng khuyên là không nên chứa ai trong nhà nữa hết á. Tôi đã nói với cô nhiều rồi, cứu người thì bị nạn thôi, cô bị nhiều cô không sợ sao. Thì cũng thỉnh thoảng về đây cũng nhắc nhở. Thì chồng bà Mười nói là phục bà Mười là cái hạnh, hạnh quan tình về ha, là bị gia đình tôi còn cha tấn luôn bà Mười vậy. Ai với đồng Phật thì trước đây thì giờ thì tôi cũng cảm ơn Đức đã trợ duyên cho bà Mười trên con đường Phật pháp nhiệm màu. Và bao nhiêu năm qua thì trước là đạo vô thê, sau là tình Phật pháp, thì thầy cũng nhớ những lời này mà đừng có nên bước thêm bước nào nữa á. Là tu hành vậy đó đi, chắc đến kỳ này thì bà Mười mãn duyên như thầy Tư rồi đó, đừng nên bước nào nữa chứ nghe. Yeah. Dạ. Là tu đi. Dạ. Yeah. Thì đừng nên bước nữa. Dạ. Yeah. Ngưng con, ngưng tạo nghiệp đi, nghiệp gì cũng đừng tạo nữa. Như thầy, thầy Tư nghe được những lời này, quẩy cái nhận những lời bà Mười nói ngày hôm nay, thì tự nên dừng hết tất cả nghiệp chướng thế gian đi, để là dọn tâm trao dồi đức tánh để giải thoát một kiếp làm người đau khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, có lẽ là bà Mười xúc động quá khi khuyên người bạn của mình gắng tinh tấn để mà cùng tiến bước trên con đường Phật pháp. Và Nam mô Đà Phật chúc cho bà Mười luôn luôn được dồi dào sức khỏe cùng với ông Mười. Và Nam mô Di Đà Phật. Và thầy Tư, ông Mười là bị danh là thầy Tư hả bà Mười ha? Dạ. Dạ dạ.